Diego Maradona, biểu tượng bất diệt của bóng đá thế giới. Huyền thoại Diego Maradona từ giã qua đời chỉ một tháng sau lễ sinh nhật lần thứ 60 sau một cơn trụy tim và biến chứng về bệnh phổi, để thể hiện sự tiếc thương đối với một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Hãy cùng chúng tôi điểm lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng ngập tràn hào quang cũng như bóng tối của Maradona. Maradona tên đầy đủ là Diego Armando Maradona, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960 tại Villa Fiorito, Buenos Aires, Argentina. Ông là con thứ 5 trong gia đình có 8 anh chị em theo đạo Thiên Chúa. Lớn lên trong hoàn cảnh không điện, không nước, Maradona kiếm tiền bằng mọi cách có thể. Ông giúp mở cửa taxi, bán phế liệu hay gom giấy bạc từ vỏ bao thuốc lá. Trên đường tới trường, ông luôn kiếm thứ gì đó để tưng bằng hai chân, khi là quả cam, khi là tờ báo cũ hay là vải vụn vo tròn. Maradona không để bóng chạm đất dù có băng qua cây cầu hay là đường sắt. Maradona bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 8 tuổi. Tuy nhiên, các tuyển trạch viên cho rằng ông gian lận tuổi, không phải vì ông cao lớn mà khuôn mặt của ông khá già nhưng lại suy dinh dưỡng. Chỉ khi Maradona trình căn cước công dân, họ mới chấp thuận và đưa ông tới gặp bác sĩ. Sau đó ông được kê thuốc kích thích phát triển cơ thể. Maradona ngay lập tức trở thành hiện tượng. Trong mỗi giờ giải lao, ông thường tưng bóng biểu diễn kỹ thuật, khiến khán giả trầm trồ. Ở tuổi 11, ông được truyền thông khắp Argentina nhắc tới. Maradona bắt đầu đối chọi với hai thách thức lớn trong cuộc đời, sự kỳ vọng và chất kích thích. Tình yêu của người Argentina dành cho Maradona cũng lớn dần và luật lệ đôi khi cũng chừa ông. Thầy hiệu trưởng cho qua tất cả các bài kiểm tra mà cầu thủ này trượt. Maradona phải oằn mình thi đấu dưới áp lực của người hâm mộ, truyền thông và đội bóng. Sau khi gia nhập Boca Juniors năm 1981, đội bóng này khủng hoảng về tài chính. Maradona đã phải thi đấu thêm hàng loạt trận giao hữu để kiếm tiền về cho đội nhà. Áp lực trở nên quá sức chịu đựng và ông bắt đầu tìm đến những mũi tiêm để giảm đau và bớt căng thẳng. Bằng tài năng và bản lĩnh của mình, Maradona sớm lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch ở Barcelona và gia nhập đội bóng này vào năm 1982. Cũng năm đó, Maradona tỏa sáng tại vòng chung kết World Cup năm 1982 với cú đúp vào lưới đội tuyển Hungary. Cầu thủ này bắt đầu nghiện cocaine khi chơi cho Barcelona, nơi ông không thể hòa nhập. Chia tay Barca vào năm 1984, Maradona gia nhập Napoli và trở thành huyền thoại của đội bóng này. Maradona ghi được 115 bàn thắng sau 259 trận, giúp đội bóng nước Ý giành 2 chức vô địch Serie A, 1 Coppa Italia và 1 UEFA Cup. Nhưng thời gian của Maradona tại Napoli cũng đầy tai tiếng với nghi vấn lạm dụng ma túy, tiệc tùng và mối quan hệ với các tổ chức mafia, Samora. Tuy nhiên phải đến vòng chung kết năm 1996, cái tên Maradona mới thực sự trở nên nổi tiếng toàn cầu. Maradona phá bỏ các luật lệ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông được biết đến với biệt danh bàn tay của Chúa, nổi tiếng nhất là pha dùng tay ghi bàn để loại đội tuyển Anh ở tứ kết World Cup năm 1986. Ở giải đấu trên đất Mexico, Maradona đã ghi 5 bàn, góp công lớn giúp những vũ công tango giành chức vô địch. Giải đấu ở mùa hè năm đó đã góp phần giúp Diego Maradona đi vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới. Sau đó, ông còn dùng tay kiếm được quả phạt đền ở chung kết UEFA năm 1989 và dùng tay để bóng cứu thua trong trận gặp Liên Xô ở World Cup năm 1990. Maradona trốn kiểm tra doping bằng cách sử dụng một dương vật giả và bàng quang giả chứa nước tiểu của một người khác. Maradona lập gia đình vào tháng 11 năm 1989 với vị hôn thê Claudia Villaflane và có một cô con gái, Janina. Cô này từng có thời gian là vợ của tiền đạo Sergio Aguero của Man City. Tháng 3 năm 1991, Maradona dương tính với cocaine, bị cấm thi đấu 15 tháng, dẫn tới tăng cân và sa sút phong độ, lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Maradona từng nổi tiếng với vụ scandal sử dụng ma túy và chất cấm. Ông bị FIFA cấm thi đấu quốc tế vĩnh viễn sau khi có kết quả dương tính với chất ephedrine tại World Cup năm 1994. Vì thế, World Cup 1994 cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng mà người hâm mộ được thấy cậu bé vàng thi đấu và tỏa sáng. Bến đỗ cuối cùng của Maradona trong sự nghiệp là câu lạc bộ Boca Juniors. Ông chính thức giải nghệ vào năm 1997. Sau khi giải nghệ, Maradona dành thời gian để nghỉ ngơi, du lịch cũng như tham dự nhiều hoạt động từ thiện. Ông được biết đến là một trong những người hâm mộ lãnh tụ Fidel Castro của Cuba, đồng thời cũng dành nhiều tình cảm cho các nước xã hội chủ nghĩa, hai anh hùng của cách mạng thế giới Che Guevara. Maradona từng được gặp chủ tịch Fidel Castro vào năm 2005. Năm 2007, Maradona đã có ý định sang Việt Nam thi đấu giao hữu với các cựu danh thủ của Việt Nam. Tuy nhiên, chuyến đi này bị hoãn khi Maradona gặp vấn đề về sức khỏe vào phút chót. Năm 2010, Maradona trở lại World Cup với tư cách huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Argentina. Đáng tiếc ở giải đấu lần này, ông và các học trò không có được thành công. Maradona kết thúc sự nghiệp cầm quân khi chia tay câu lạc bộ Al Sadd ở UAE vào năm 2012. Sau đó, ông dành thời gian cho sự kiện bóng đá cộng đồng. Diego Maradona qua đời sau một cơn trụy tim vào ngày 25 tháng 11 năm 2020, để lại sự thương tiếc đối với nhiều người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Cậu bé vàng lắm tài nhiều tật của Argentina chút hơi thở cuối cùng, 2 tuần sau khi một cơn đau tim dẫn tới tụ máu não và biến chứng về phổi.
Maradona đã gặt hái được nhiều vinh quang, song cũng không chịu nổi sự cám dỗ và áp lực của một ngôi sao. Lối sống buông thả khiến sức khỏe của ông xấu đi trong nhiều năm qua. Nhưng hình ảnh của Maradona trong mắt người Argentina lẫn người hâm mộ Napoli chưa bao giờ phai nhạt. Ông vẫn là một biểu tượng vĩ đại, không chỉ của bóng đá Argentina, của đất nước Argentina, mà còn là đối với người hâm mộ trên toàn thế giới. Ngày ông ra đi, người hâm mộ trên toàn cầu phải đổ lệ.